À, chào các bạn. Hôm nay mình rất vui là Việt Nam đã lách qua khe cửa hẹp để vào vòng 1/16, vòng 16 đội. À, khoảng thời gian theo dõi các đội bóng khác đá bóng thật là rất là ưu tiên. Và hôm nay mình sẽ xả hơi bằng cách xả rất là nhiều món hàng trong shop này. Và trước hết mình sẽ giới thiệu những món hàng rẻ trước đến những món hàng mắc tiền sau. Nhưng mà tất cả đều được giảm giá từ 5 cho đến 15%. Và hầu như là những hàng Mỹ hoặc là Nhật Bản. Trước hết là mình giới thiệu một cái loa Infinity, loa dòng Center, có model là Infinity Video One. Đây là một cái dòng Center thiết kế loa mic bass lên đến 14 và một loa tép tép đơn. Cái chất âm của cái loa Center này nó thể hiện rất là ngọt ngào. Chúng ta kết hợp karaoke và nghe nhạc rất là tuyệt vời. Thì đây là loa được làm tại Mỹ, hãng Infinity thì chúng ta quá biết rồi. Chất âm của nó mang những đặc điểm hơi giống JBL. Tiếng bass nó rất là tròn và căng. Mid bass nó rất là rộng và tiếng trap nó rất là chi tiết. Chúng ta kết hợp nghe nhạc karaoke bằng cái loa này thì rất là tuyệt vời. Giá 2 triệu 7 mình sale còn 2 triệu 4 nha các bạn. Rồi, cái đến cũng là một loa center đến từ Mỹ nữa, nhưng mà lần này là JBL. Cái model là N Center, sở hữu hai loa mic bass 14 luôn và một loa tép titanium. Chúng ta có thể thấy thiết kế của nó màu bạc rất là đẹp, màu màu bạc, nhưng mà cái thùng loa thì lại màu xám. Mình rất thích cái kiểu tông màu này, nó làm cho cái loa nó tinh tế và nhẹ nhàng hơn. Chúng ta bố trí trong những căn phòng khách thì rất là sang trọng. Loa này thì khi chúng ta nghe nhạc hoặc là xem phim, âm hiệu ứng âm thanh ra rất là tốt. Cái giọng ca sĩ nó thể hiện rất là lên cao và có chiều rộng, âm thanh nghe rất là đã tai. Đây là model JBL N Center, mức giá là 3 triệu 2, mình bán 2 triệu 8 nha các bạn, sale còn 2 triệu 8, rất là sốc. Rồi, cái đấy là một cái loa, xin lỗi các bạn, một cái loa đến từ JBL nữa, cái loa JBL Control 5. Đây là một dòng loa bút sale và nó có khả năng nghe nhạc và karaoke rất là tuyệt vời. Sở hữu một loa bass 18, một loa tép titanium, thùng nhựa cứng. Loa này có thể treo tường hoặc là để trên kệ rất là tốt. Khả năng âm bass thể hiện dù bass 18 nhưng rất là sâu và chắc. Tiếng tép thì titanium này, tép này nó thể hiện thì rất là mượt mà và chi tiết rồi. Cái dòng tép titanium thì khỏi phải bàn nữa rồi. Thùng nó rất là đẹp, không có điểm che nào, và mức giá là 5 triệu rưỡi mình giảm còn 4 triệu 8, rất là tốt. Mức giá này không còn chỗ nào để chúng ta phải băn khoăn nữa. Cái đấy là một cặp loa đến từ hãng Victor, một đây là SX3. Vừa nhìn chúng ta thấy nó rất là lớn, cái bát của nó tuy là bát 25 nhưng mà nó làm cái vành rộng ra tới đây lên đến 28 luôn. Một cái loa tép đôn và đặc biệt nó có nấm chỉnh nữa. Victor SX3 đang là 4 triệu rưỡi nhưng mình giảm còn 4 triệu, quá là hữu nghị rồi. Chỉ có Việt Nam chiến thắng mình mới giảm vậy thôi, và chỉ có trong 2 ngày thôi nha các bạn. Nếu đến ngày 20 Việt Nam tiếp tục chiến thắng thì mình sẽ giảm tiếp. Victor SX3 4 triệu rưỡi còn 4 triệu. Tiếp tục mình sẽ giới thiệu những món khác. Một cặp loa kép, cái model là 303, đây là dòng reference của hãng. Nó có một cái loa bass 20 và cái loa này nó có cái kiềng hình tam giác. Chúng ta để ý những dòng loa kép thì những cái dòng loa cái bass mà có cái kiềng hình tam giác này nó thể hiện nó là những dòng rất là cao cấp. Đây là dòng reference. Nó sở hữu một loa bass 20 và một loa tép. Và chất âm của nó thể hiện rất là uy lực và khỏe. Đúng đẳng cấp của loa anh, chúng ta nghe những loại nhạc đồng quê, những loại nhạc jazz, nhạc bop nên nghe rất là tuyệt vời. Loa này cũng rất là thích hợp để nghe nhạc vàng. Mức giá 5 triệu rưỡi mình sẽ còn 5 triệu. Một mức giá không thể nào tốt hơn. Rồi, cái đấy là một cặp loa đến từ hãng Onkyo. Onkyo M6 25 mã.
Đảm bảo các bạn mà đã nghe mức giá này các bạn sẽ là bật ngửa té ghế luôn. Vì cái giá thị trường con này đang là 8 triệu luôn. Giá mình bán thì hôm bữa là 7 triệu, nhưng mà hôm nay nhân sự kiện đặc biệt này mình sale chỉ còn 6 triệu rưỡi thôi. Chỉ trong 2 ngày nha các bạn. Ok, M6 hay La Mã sở một loại bát cực kỳ khủng lên đến 32 cm và một loại trép đôm. Thật nhìn chúng ta nghĩ nó ba loa nhưng mà chỉ hai loa thôi. Cái này là lỗ thông hơi, nhưng mà hãng rất khéo khi bố trí cái lỗ thông hơi nó nhô lên, nhìn chúng ta nhìn giống ba loa và rất là cân đối cho cái loa. Tất nhiên loa hai ba loa nó vẫn ra ba dải thôi. Như bạn cứ nói với mình là loa hai loa nó chỉ hai đường tiếng nó sẽ dễ hơn, hai đường tiếng nhưng âm thanh vẫn ra ba dải thôi, chứ không bao giờ nó thiếu dải mic được đâu các bạn. Tiếng ba tiếng mic nó sẽ ra trong cái bát. Cái loa này có đặc điểm là thùng rất là lớn, chiều ngang tới 40, chiều sâu tới 36 và chiều cao nó tới 68 lần. Nó có cái nấm chỉnh chỉnh trép ở phía dưới nữa. Rất là tuyệt vời, 6 triệu rưỡi thôi. 7 triệu mình giảm còn 6 triệu rưỡi. Một mức giảm quá kinh ngạc. Tiếp đến là một cặp loa đến từ Đức. Loa Heco Pretto 750. Đây một cặp loa cây rất là đẹp. Thùng gỗ lạng màu đen. Là phân biệt thùng gỗ lạng nha, dù có màu đen nhưng mà nó không có dán simili, nó lạng lại một lớp gỗ. Sau đó nó phun bóng màu đen nên vẫn là gỗ lạng. Gỗ lạng thì chắc hơn và nặng hơn. Sở hữu hai loa bass 18, một loa trép đôm và một loa mid 10 cm. Cái này có thể nói là một dòng loa Đức có mức giá rất là rẻ. Mình bán 7 triệu rồi, nay giảm giá nữa thì có thể nói là sập sàn luôn, 6 triệu rưỡi. Nó còn khả năng đánh bi quay nữa. Bạn có thể xem phía sau này. Nó đánh bi quay. Cặp loa này cho tiếng trét rất là bén và ngọt. Sở hữu hai loa bass này, âm bass nó cũng rất là lực mà khỏe. Có thể nói tuy là loa Đức nhưng mà rất là dễ chơi. Mình đã ghép với Pioneer, Sansui và đèn ông cho ra âm bass vẫn rất là căng và tròn, trép vẫn rất là tơi và nhuyễn, mid thể hiện rộng rãi và khỏe. Các bạn nên nhớ mức giá 7 triệu còn 6 triệu rưỡi. Căng nó đây, cặp loa bên này đây. Cái đấy là cặp loa cái lưới nó này là loa clip mà vừa tháo lưới. Clip có model là KG2. Đây là một cặp loa có thể nói nếu chúng ta mới nhìn chúng ta nghĩ là loa nhỏ, vì nó nhìn phía trước chúng ta thấy nó có một loa bass 20 và một loa trép càng, nhưng mà phía sau nó có đến một loa bass lên đến 26 cm lận. Mà bây giờ mình vừa cầm điện thoại vừa quay nên không thể quay phía sau cho bạn xem được, nhưng mà bạn có thể thấy xem video trước đó mình đã quay phía sau nó một loa bass 26, nghĩa là nó bass phía trước là 20, nó đánh nó cho là cái cộng hưởng ra bass phía sau. Bass phía sau 26 nó rung, nó tạo ra tiếng bass căng và khỏe hơn rất nhiều. Thông gỗ lạng. Trép còi nó thể hiện cái tiếng chép rất là khỏe, rất là uy lực. Và cái tiếng trép còi của loa Calip thì nó là giống như là đặc điểm bắt buộc phải có của dòng loa này, trừ những dòng loa model đời quá nhỏ. Calip KG2 là đàn em của KG4, nhưng mà chất âm nó thể hiện rất là khỏe, không kém gì đàn anh. Thùng cũng lớn, không có nhỏ. Tuy là buốt xe nhưng các bạn có thể thấy cái thùng ở đây rất là lớn. Mà đặc biệt là mình rất là thích cái màu gỗ lạng mà cái màu hơi cổ điển này, nhìn lên cặp loa nó rất là sang trọng. Cái lưới của nó vải vải này vải xù nhưng mà còn rất là đẹp, không có bị xù lông. 7 triệu mình sale còn 6 triệu rưỡi luôn, một mức giá cực sốc trong ngày hôm nay.
Cái đấy là một cặp loa đến từ hãng JBL. Đúng rồi, đây là JBL L16 đề cát. Đây là một dòng loa đàn em của L26 đề cát và L36, sở hữu là đẹp giống nhau, chỉ có loa bass là 20 thôi, nhưng mà vẫn là cụ Aneco. Nó cho âm hình rất là khỏe, rất là căng và chắc. Chúng ta có thể chơi nhạc vàng, mình đảm bảo là các bạn chơi nhạc vàng, nếu chúng ta bịt mắt lại chúng ta không bao giờ, để các bạn so sánh nghĩ thì xem mình đang chơi loa bass bao nhiêu, các bạn sẽ không đoán ra được. Bass nó rất là căng và khỏe, giống như bass 25 luôn. Thùng gỗ lạng rất là đẹp. Đây là sắp hóa đơn hàng mình vừa gửi tháng vừa rồi, 8 triệu rưỡi, mình sẽ còn 7 triệu rưỡi nha. Ông xin lỗi bạn, 8 triệu mình sẽ còn 7 triệu rưỡi nha các bạn. JBL L16 đề cát. Tiếp đến là một cặp loa cũng JBL dạng treo tường cỡ lớn. JBL còn tròn 29 AV. Thùng nó cao lên đến hơn 50 cm. Sử một loa bass 20, cái sợi Kila giống như bass của BMW. Một loa trép và kèn. Âm hình nó rất là khỏe và rất là mạnh. Chúng ta karaoke rất là tuyệt. Đây là dòng cao nhất của dòng Control của JBL. Lúc nãy mình có giới thiệu Control 5 thì nó chỉ nằm ở giữa thôi. Chứ Control 29 là nó dằm, nằm lên cái phân khúc rất là cao cấp rồi. Thị trường đang bán trên 15 triệu và hàng của mình đẹp như mới. Mức giá 9 triệu mình sẽ còn 8 triệu rưỡi. JBL Control 29 AV. Mức giá sập sàn luôn. Ừ, kế đến là mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái loa đến từ hãng Bose. Cái model là Bose 01, 401. Sở hữu một loa bass 20 và một, xin lỗi bạn, một loa bass 18 phía trước và một loa bass 18 phía sau, một loa tép giấy. Đây là cặp loa màu vàng, chúng ta có thể nghe nhạc karaoke rất là tuyệt vời. Với hai loa bass này thì nó hơn hẳn loa Bose 301 series 3. Mà mức giá này là 10 triệu, mình sẽ còn 9 triệu rưỡi. Mức giá quá hữu nghị cho một cặp loa màu vàng rất là đẹp, được sản xuất tại Mỹ. Đây là cái lưới phía sau. Phía sau này mình chưa có, mình tháo lưới cho các bạn xem. Đây phía sau này nó cũng có một loa bass 18. Chỉ còn 9 triệu rưỡi thôi nha các bạn. Rất là tốt. Rồi, cái đấy là một cặp loa của ADS. Loa cây của Mỹ. Thùng gỗ lạng. Nó gỗ lạng tất cả các mặt, mặt sau lưng luôn. Nó chỉ gắm dây với lít đít thôi. Hai loa bass 20. Một loa trép đôm và một loa mid đôm. Cái chất âm của loa này nó hơn hẳn những dòng loa cùng tầm tiền. Mức giá 13 triệu rưỡi mình sẽ còn 12 triệu rưỡi luôn. Mà loa này cao 1 mét lần. Thùng nó rất là nặng. Chúng ta thấy cái mic và cái trép nó ướt ướt. Đây là cái dạng như giống như những cái gân loa, là gân loa ướt. Nhưng mà cái này mic cái màng nó cũng ướt luôn, nó cho cái âm thanh đó. Cái mục đích của hãng loa làm cho nó ướt như vậy, nó cho âm thanh đó nó có độ trong trẻ chi tiết hơn rất là nhiều. Cái lưới của nó bằng sắt gân cao su, gân rin nha các bạn. Rồi xin nhắc lại là mức giá 10 13 rưỡi mình sẽ còn 12 triệu rưỡi, một mức giá quá là tốt, quá là sốc luôn cho các bạn. Rồi, cặp cuối cùng trong cái ngày sẽ hôm nay là cặp loa mắc cáo Bioneer CSA700. Có mức giá 16 triệu, mình sẽ còn 15. Lưới mắc cáo rất là đẹp, thiết kế là vừa lưới mắc cáo mà vừa không tranh. Nhìn rất là sang trọng, rất là không có chỗ nào chê. Bass 30. Cái này là 8 con ốc. Giống như dòng 88A. Mid 12 và trép còi rất là lớn, cũng giống 88A. Bác
có chữ FB, mic cũng có FB. Tất nhiên dòng có FB thì nó mắc hơn dòng không FB, nhưng mà giá mình đang bán là 16 và 15. Có hai nấm chỉnh crossover, dẫn mic jack. Đây mức giá không thể nào rẻ hơn nha các bạn. Và lưu ý là mình sale là sale thật và bán thì bán trong 2 ngày nữa thôi. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm. Rồi kết thúc cái video clip này, mình có rất là nhiều sản phẩm đã sale. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm theo số điện thoại trên. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh của mình để đón chờ những cái video thật mới nhất. Nguyên Hồng Audio liên tục ra những video mỗi ngày và có những video sale giá rất là khủng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Thì xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.